Xin kính chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa rào chỉ còn xuất hiện nốt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực Trung Bộ. Sau khoảng 9 giờ sáng mai thì mưa giảm nhanh, toàn miền trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa cho đến Huế là 28 đến 29 độ, trời dịu mát. Với phía Nam miền Trung, các thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết nhiệt độ cao hơn 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên cũng sẽ có ngày Chủ nhật, thời tiết nắng đẹp từ sáng cho đến chiều, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi dịp cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa 26 đến 27 độ và riêng Đà Lạt se lạnh 23 độ. Với khu vực Nam Bộ thì ngày mai mưa sẽ có xu hướng giảm rõ rệt, thời gian nắng sẽ kéo dài hơn từ sáng cho đến khoảng 4 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là 33 đến 34 độ, khá nóng. Còn với miền Tây Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ thì nhiệt độ dịu hơn, khoảng là từ 31 cho tới 32 độ. Với khu vực Bắc Bộ thì dự báo là đêm nay thì trời sẽ se lạnh nhưng đến trưa chiều thì nắng sẽ lên đều, kéo nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác sẽ là từ 27 cho tới là 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, cơn bão Nage dự báo là ngày mai sẽ đi vào Biển Đông và đến 13 giờ ngày mai thì bão sẽ mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc và phía đông của kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc đến bắc mạnh là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn huyện đảo Trường Sa thì trời mưa dông, cần đề phòng với nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.